mình về nhà ăn cơm với ba mẹ mọi người. Quay lại một cái khúc đường quê, đường về nhà của bầu cạc quê tôi nha. Hôm nay về không biết mình sẽ làm món gì đây. Điền ấy mấy cái xả. Mấy cái xả về ướp nha mọi người. Nấu mèo phải có xả mới giềng. Đây mình nấu à. Lần đầu thử nấu mà. Nấu xả, thử nấu món ui hấp dẫn không? Đây thì làm sạch hết rồi nha bà con, thui rồi đây nhìn cũng rất là ngon nha, thịt rất là hấp dẫn. Đây giờ mình chặt nhỏ vừa ăn mình nấu nha bà con. Tiểu hổ miếng vừa đi nha bà con, nhậu thì nên chặt to to một xíu. Đi mẹ quay ngược. Ngược thì cũng có sao đâu. Nhớ bỏ tùy nhé mọi người. Cái đũa mình chọc nó ra ha. Nó hơi dài. Mèo thì nên bỏ tùy đi. Một phút rồi. Thôi à. Tiếp đi. Đây dậu được không? Hai đùi sau thôi. Là một đĩa nhỏ thôi. Hai đùi sau, hai đùi trước. Người đâu có thì đâu được. Cái này ra nó ra giữa. Không được. Rất là hấp dẫn. Xào ong với dứa đó. Nhìn hấp dẫn nha mọi người. Cái này thì mình ướp giềng, xả, mẻ, mắm tôm đó. Mình sẽ xào cho thịt nó săn lại ha. Sau đó mình sẽ bỏ nước, hoặc mọi người có thể bỏ nước dừa và mọi người om cũng được. Ai thích ăn nước dừa thì
Dừa tươi thì bỏ dừa tươi, mình không có thích cái mùi nước dừa nữa rồi. Xong rồi mình sẽ đổ nước sôi vào nha. Sau đó mình om cho nó khoảng 15-20 phút. Nêm nếm lại rồi mình bỏ vào gạo. Sau đó mình ăn với rau má. Bên này luộc dậu hổ, luộc xả. Trên nó còn một món xào nữa nha. Làm xào và dứa. Biết ra gì không đây? Tao mới làm nó yếu rồi. Một mình biết là có nên hồn nha mọi người. Lên đầu thử sức, học hỏi YouTube. Đổ nước vô đây nè. Luộc chín này, mèo luộc. Anh người ăn mèo luộc bao giờ chưa? Tiểu hổ luộc chưa? Ôi, quá là ngon nha mọi người. Đã mình ướp xong mình luộc nên hấp dẫn, thơm lắm. Đây là em tiểu hổ xào dứa. Nhất ruột mèo nhì phèo trâu. Xem bỏ qua món này được. Hai con nó nhiều nè. Nhất ruột mèo nhì phèo trâu. Sao bỏ qua được. Hai bộ. Bên đây là nồi ẩu đó. Xong rồi đây. Biết có da gì không đây? Đầu bếp bầu cạn phê tôi thử một lần xem sao. Nhìn hấp dẫn lắm chứ, nó có đùa. Tôi bị hấp dẫn. Vừa trên nghe bà con. Không ngon không biết tiền. Màu mè đẹp phết rồi. Đấy, đã. Con mèo mèo đã chín nha. Rồi ôi nồi ẩu. Trời mưa. Gì? Quá đã. Thức dầu chưa? Trong sao. Mà ví về không kéo, không kéo thôi. Mày nhập. Mưa có nồi này nấu vừa không? Dạ. Thử chưa? Lần đầu tiên học trên YouTube không, ạ. Không không mặn mà cũng không ngọt, nó không lạt, nhưng mà cái giờ món hơi lạ. Lần đầu tiên mà ăn món mèo nấu gì? Nhấm mẹ. Mèo nấu bẹ. Nó gọi ẩu mèo á, hoặc mèo ẩu gì? Mèo om rau má. Học hỏi trên YouTube chứ không biết nấu đâu. Mình địa phương ăn một kiểu, mình cứ ăn đại. Nhìn cũng hấp dẫn, nãy em nếm cũng thấy cũng ngon lắm. Ngon được mà. Nhưng chưa biết sao, chặt của thịt to. Không, tại mình nấu rượu, mình chặt bự bự này mình gặm luôn chứ. Nhỏ quá thì nó keo đúng không? Không, cái mèo nó nở không? Dạ, nhà nó đánh một số, 8 tiếng, 10 tiếng. Rồi, vì trời mưa nhá, mỗi tối nó mới được bẻ. Đây, tối nó mới 50 ngày. Mời mọi người. Vô.